Thưa quý vị, thì tôi được vinh dự là lần đầu tiên ngồi chỗ này để mà giới thiệu cuốn sách của Malare. Thì cuốn sách từ tôi cũng thật ra trong quá trình nghiên cứu thì chúng tôi cũng có tham khảo rồi. Bangkok ở đây. Quý vị thấy cái bản gốc rất là đẹp nha, mặc dù nó từ năm 60 này. Và cái bản bản này này ở đây, nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu cái bản này bên Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì ngày xưa cái bảo tàng đó là bảo cái thư viện đó là thư viện của Hội Nghiên cứu Đông Dương, thành ra có bản gốc nằm ở đó. Sau đó là cũng có một cái bộ dịch 3 tập thôi, tập 1, tập 2, tập 3 của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đó, thì để trong thư viện. Thì lúc đó chúng tôi có ra ngoài đó có photo ba cái bộ đó đem về để cũng Bảo tàng Lịch sử Phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta có thể coi cái bản dịch đó là bản dịch trước 75 nữa. Nhưng mà sau này rất là may mắn là khi mà ở An Giang có chủ trương là dịch những cái bộ này lại toàn bộ 4 cuốn, thì bây giờ mới làm cái tập 2 trước. Thì tôi cũng có được vinh dự là được nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh mời là xem lại cái lần cuối trước khi in đó. Thì vậy là tôi có sửa sang là chút ít. Tôi đọc lại của Malare thì thấy là trong cái sách này nó ổng có 4 phần, nhưng mỗi phần thì lại có cái dẫn lượng riêng, dẫn lượng riêng. Thì tôi thấy cái cuốn sách này là giá trị nhất chính là cái phần dẫn luận, tức là những nhận thức của ổng sau khi mà giới thiệu những cái sưu tập hiện vật, thì làm cái dẫn luận trước và sau đó giới thiệu cụ thể. Thì cái là mà cách là rất là hay. Thật ra tôi mới đề xuất là nên đề nên buổi buổi nói chuyện tôi nói là những dẫn luận của Malare trong sách Văn minh vật chất của em, cái bộ mà chúng ta biết bằng tiếng Việt đó. Chúng ta biết là Louis Malare là một cái người rất là nổi tiếng trong nghiên cứu ở Nam Bộ này. Ông là như vậy là tốt nghiệp dạy văn, tốt nghiệp văn nhưng mà lại là làm ở tức là ông sang Đông Dương công tác. Chúng ta thấy là từ năm 29 ông sang rồi. Hơn một tuần tư thế kỷ ở đây thì ông là coi như là biểu tượng sự tiến bộ châu Á về cái thay đổi tích cực của viện văn học cổ Pháp. Ông phát hiện ra, chính Malare là phát hiện ra và đặt tên cho cái văn hóa của eo. Và sau này biết biết thêm luôn nữa, tức là thuộc Dương quốc Phù Nam xưa. Thì đây là cây văn minh ốc eo. Thì như vậy là chúng ta thấy có cái địa điểm tạc keo đó, là ốc eo đó. Bây giờ là thuộc ở chỗ anh Diền, là Diền là quản lý cái khu đó. Thì giờ chúng ta thấy là gần như toàn bộ Nam Bộ là có hết, mà Malare gần như có dấu chân hết. Dường như ổng có đi hết mấy cái khu vực này, là vì ổng là ở cái trường Mỹ Đông ổng cổ, bây giờ gọi là viện nó cổ đó. Thì vậy là ổng mới say mê và ổng làm cái việc này thì rất là hay. Thì như vậy, thí dụ chúng ta là cái di chỉ đồng bằng ốc eo, ổng đặt ốc eo, riêu eo là một cái khu, rồi sau đó là di chỉ Ba Thê là một cái khu nữa. Thì đó là hai cái khu mà Malare tập trung rất là nhiều và thu thập được rất nhiều hiện vật. Đây thì ở trong An Giang còn cái chỗ núi Sam và núi Sập thì cũng có cái dấu vết của cái văn hóa của eo. Thì đây là khai quật của Malare ở Gò Cây Thị năm 44. Cái khai quật của Malare chúng ta thấy rất là sớm, lúc đó Việt Nam chúng ta chưa có ngành khảo cổ học. Ngành khảo học của Việt Nam chúng ta chỉ có từ năm 1960 thôi đó, cho nên là lúc này rất là sớm, năm 44 rồi, gần như chúng ta còn đang chiến tranh, đang đang không không có lo, không có quan tâm những cái vấn đề, không có làm gì khảo cổ. Thì chúng ta thấy là Malare đào cái kiểu này, trong một cái di tích lớn thế này, Malare không bung hết toàn bộ mà đào từng ô từng ô từng ô từng ô. Như vậy đó là cách đào nha, cách đào là rất là cách đào là chúng ta phải lưu ý. Còn sau này cái di tích này nó cao lắm, ông Malare nói là cao tới 2 mét. Thế mà bà tại sao bây giờ không còn nữa, là vì sau đó chúng ta biết 75 là chúng ta là trời ở dân lễ khổ quá, lấy gạch lấy đồ lấy gạch di tích về xây này xây kia, xây nhà cửa xây chuồng heo đủ thứ, thì nó làm cho cái di tích luôn. Bây giờ nó còn lại cách khoảng chừng là thước, hồi xưa tới 2 thước luôn. Và cái cuốn này chúng ta thấy là cuốn này rất là quý đó. Cuốn này ổng 4 tập lần. Trong này có nói cái chuyện là ai mà làm, có một nhận xét là mà ai mà làm ốc eo như tôi chẳng hạn, là lúc nào phải coi như cái cuốn này là gối đầu giường, vì đây là cái nghiên cứu đầu tiên của Malare. Thì cái cuốn tập thứ nhất xuất bản năm 59 là thăm dò khảo học và khai quật ốc eo. Thứ hai là cuốn thứ hai là chúng ta đang 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 nói đây, tức là văn minh vật chất ốc eo. Cuốn thứ ba là văn hóa Phù Nam, và cuốn thứ tư là ông dùng cái chữ là si bắc sắc, tức là từ cái vùng tả ngàn sông Hậu kéo dài xuống cho tới trên đến miền Đông Nam Bộ. Nhưng tôi nói thêm là phải Đông Nam Bộ, là Malare lúc đó là nói tới Đông Nam Bộ thôi là quy mực lắm rồi, vậy thấy quá rộng rồi. Nhưng mà tôi xin thêm quý vị, bây giờ tôi đã xác định thêm là nó lên tới Cát Tiên rồi, huyện Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng đó, tức là nó nằm phía dưới của cái đèo gọi là đèo
đèo gì đèo Bảo Lộc. Thì bây giờ chúng ta thấy đèo Bảo Lộc là nó gần như nó chia ranh giới, một cái phía này là phía phía của ốc eo, còn phía bên kia là vùng đất cao, ở thành ra hai cái khu nó khác nhau. Ừ, bữa nay tôi nói tập trung vào cái này, đây chúng ta thấy hai cuốn làm rất là đẹp của nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đây. Cái này là bên văn, cái tiếng này một bên là bên chữ viết, một bên là bên bản vẽ là bên đây. Mà đây làm như là mỗi một ổng làm bốn cuốn, nhưng mà có ba cuốn là có hai tập, một cuốn thứ tư là chỉ có một tập thôi. Đây thí dụ bây giờ ổng chia bốn phần thì chúng ta thấy mỗi một phần như vậy là có cái phần gọi là dẫn luận, đây công cụ bằng đá và chất hữu cơ. Thì cái này là chúng ta thấy đây là ổng nói là cái cối nè, cái cối này chính là ổng coi là cái cối này chính là cái mà hiện vật du nhập từ Ấn Độ qua đó. Chúng ta thấy cái mục lục của Manare thì chúng ta thấy là phần một rất là chi tiết cái phần dẫn luận đây, dẫn nhập đây, và sau đó là chương một rồi chương hai đó, mấy cái này hai chương ba rồi tới chương bốn. Thì mấy cái phần chương kia đó là chủ yếu là giới thiệu hiện vật, mà ông giới thiệu vật theo cái trình tự là số 1, số 2, số 3, số 4. Cho nên sau này mình biết cuốn sách này là bao nhiêu hiện vật, mà hướng giới thiệu từng hiện vật một chứ không phải là nhóm hiện vật. Nhưng mà trong đó cái phần dẫn nhập của ông đó, thì ví dụ đó là tìm hiểu hoạt động thú công mà không đề cập tất cả từng người hoặc động vật, kể cả những biểu tượng, tức là ở đây chỉ làm những công cụ thôi, không bàn về mấy cái tượng. Cái tượng là ông sẽ bàn sau. Thứ hai là các phiến đá có chỗ lõm do người thực hiện, tìm thấy mẹ có thể được người xưa làm đồ trang sức. Trong khảo cổ tôi dùng cái từ là thách đố, tức là coi như thế nào. Tôi có xuống cái bảo tàng An Giang tôi coi lại rồi, thì ở chỗ này nè quý vị, ngay chỗ này là nó có cái dấu vết mà gần như lửa làm cháy cái lỗ đó. Hôm nay chúng ta lại coi bảo tàng giữa làm cháy mấy cái lỗ đó, tức là cái lỗ này không phải bình thường, mà lỗ này là mới đầu tôi tưởng là bỏ mực vô để làm để viết cái gì hay là sao, thì cuối cùng tôi thấy cái này nó có cái vết lửa nó thổi vô chám. Thì là tôi thấy nó gần giống. Cái này mình mới nghi ngờ thôi, tại tôi cũng chưa có nhiều cuốn kỹ, mà cũng bữa nào phải coi lại kỹ mới dám viết. Thì tôi nghi ngờ những cái này là gì, chính là những hiện vật để người ta làm của cái thợ kim hoàn, người ta thổi vàng nó đồ đó. Thì vậy là nó sẽ cháy mấy cái này nè, thổi là chính là mấy chỗ này đó, mấy chỗ này nó bằng đá. Mà ở cung đảo tìm bộ công cụ bằng đá mới á, có thể người xưa ở dân ở đây đã tiếp xúc với những người đi biển ở cung đảo. Tức cái này là nó thuộc lại đá mới luôn, tức là xưa như vậy là công đảo chúng ta là từ thời đá mới đã có người sinh sống thông qua cái bộ sưu tập này, sưu tập hiện vật. Mà Malere lúc đó đã nhận thức là công đảo là có người ở rồi, có người sinh sống rồi, như vậy là rất là sớm. Có khả năng tìm thấy hai nhiều nền văn hóa ở miền Tây sông Hậu, ông Malere cũng nhận xét như thế, một nền văn hóa bản địa và một nền văn hóa hay nhiều nền văn hóa ngoại lai du nhập vô. Đó thì vậy chúng ta thấy là một cái nền văn hóa nội văn hóa bản địa thôi, chúng ta đã thấy là ít nhất có ba cái yếu tố nó nhập vô rồi. Một là sông Đồng Nai, dân cư dân sông Đồng Nai xuống. Thứ hai là cư dân ở vùng ven biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh qua. Thứ ba là cư dân ở ngoài biển vô. Chúng ta có rồi cái di tích Gò Cây Tung, tức là nội bản địa đã là ba cái hội tụ rồi. Rồi sau đó chúng ta nhập thêm hai cái nữa, một là của Ấn Độ, hai là của Trung Quốc. Vậy là chúng ta thấy là, cho nên ông nói là một là trong quá bản địa bây giờ tôi tính được là ít nhất nó có ba bốn cái nguồn. Bây giờ chúng ta thấy văn hóa Việt Nam chúng ta không bao giờ chỗ nào mà một hết, nó là hội tụ của những cái nền văn hóa khác nhau. Và vậy là Manare ở đây là thật ra tìm không được nhiều, mà chủ yếu là ông mua. Lúc đó như vậy là có chính sách, lúc đó Pháp có chính sách là ai đào đào có đầu vậy đó thì Manare ở đó, và vậy là mua luôn, vừa đào nhưng mà ai bán đồ vật mua luôn. Thì vậy chúng ta thấy là dân trời ơi, người ta đào quá trời đất. Chuyên nghiệp thì chúng ta thấy là cái ốc eo không còn vàng nữa, là vì dân nó đào quá trời đất, còn lại đồ gốm đồ này kia sơ thôi. Rồi sau này chúng ta đào những chỗ khác thì mới có thấy vàng, và có vẻ như không được nhiều là hiện vật đó. Thì như vậy là ông Manare nói là vì các cuộc điều tra được Manare thực hiện trước khi tiến hành khai quật mang kết quả rất là hạn hữu. Và ông cũng ghi trong mấy tập khác, ông nói rằng ông không thể mua hết được, lý do là tiền có giới hạn đó. Mà cái hiện vật nó cũng lặp đi lặp lại cho nên không cần mua thêm nhiều. Những cái tập khác có nói cái việc đó. Thời Nguyên Thủy đó, những hoạt động thủ công của khâu khu bằng đá vẫn tiếp tục được sử dụng. Là nhân văn Ấn Độ tiếp tục sử dụng sau khi là nhân văn Ấn Độ dù phát triển hơn, xâm nhập vào vùng châu thổ sông Mê Công, thì người ta vẫn còn sử dụng một số hiện vật bằng đá mà Manare tìm được. Đây là những hiện vật mà nó của thời Nguyên Thủy mà vẫn còn tồn tại của cái thời lịch sử. Công cụ vừa là bô vừa là đục, dùng để khoét sâu và đẽo gọt du ngắn, chẳng hạn như khoét thuyền độc mộc. Ổng coi là mấy cái điều đó có thể đục vô cái thuyền đó. Và đây chúng ta coi đây,
có cái kiểu mà bản vẽ thế này đó, thì bây giờ tôi vẽ gần giống như thế này. Còn cái này là kiểu Malaria vẽ thì chúng tôi thấy là rất là chuẩn của trong bên khảo cổ học mà ông làm, mà là ông đề thì các bạn thấy ông đề tỷ lệ hết 1/2, tức là nó bằng 1/2 nhân vật thật, tức là ông vẽ phần nửa thôi cái kích thước đó đó, thì bây giờ còn thu lại bằng 1/2 thôi. Còn tôi giờ hay để cái thước vô, còn Malaria để tỷ lệ vô. Rồi cái nữa là việc sử dụng nguyên liệu đá tồn tại lâu đời ở miền Tây sông Hậu, ngành chế tác thủy tinh chắc chắn đã phát triển rộng rãi ở miền Tây sông Hậu. Lúc này Malaria chúng ta thấy là lúc đó không biết thủy tinh ở đâu mà có, thì bây giờ tôi đã tìm được rồi, thủy tinh này chúng ta học được từ Ấn Độ mà trước công nguyên tôi đã tìm được. Thí dụ như là trong văn hóa xã Quỳnh, thí dụ như là Cần Giờ, Hồ Chí Minh thì đã học được cái nghề làm thủy tinh của Ấn Độ rồi. Khi chúng ta tiếp xúc Ấn Độ hay tiếp xúc Trung Quốc, lúc đó không phải là tôn giáo, trước công nguyên đó là nhập văn hóa, nhập học này kia. Thì chúng ta bây giờ lúc đó Malaria không biết là cái nghề, nhưng mà chắc chắn là phát triển rất là rộng. Sau công nguyên thì văn hóa quay mới phát triển rực rỡ lên cái thủy tinh như thế. Nhưng chúng ta học như chúng ta làm một cái lạ, thí dụ khuyên tai đầu thú của văn hóa sau Quỳnh cả thế giới nó cũng đâu có, chỉ có Việt Nam mình có thôi đó. Đến thời kỳ lịch sử, Malaria nói đến thời kỳ lịch sử thì có gì phải hiểu rồi. Sau công nguyên, từ công nguyên đó giờ sao thì người nguyên thủy bỏ dần đó công cụ đá, chủ yếu được dùng trong sản xuất nông công nghiệp thôi, tức là ta dùng để ghè, để đục cái này cái ghè, đập cái kia thôi, giống như cái búa. Sự chênh lệch không đáng kể giữa rìu cuốc trong những công cụ được thu lượng được, nó không đáng kể. Rồi ông nói là sự tích tụ vỏ sò ốc ở dòng có vồ cạnh đền, ở dòng đá chứ cạnh đền, vỏ sò là rác thực phẩm, tức là do con người ăn, là vì có cái dấu vết, thí dụ người ta là nướng, giống như giờ mình ăn đồ nướng nhiều sọt hết vậy đó. Rồi ăn thường xuyên, và đó là món ăn thường xuyên của người cái thời nguyên thủy cho đến sau này. Đó, cái này là cái tụi tôi rất là mê, mạng lưới thủy lực của miền Tây sông Hậu mà Malaria làm được, quan sát bằng máy bay, có thể thấy vết tích của hệ thống kênh đào cổ, chứng tỏ người xưa đã biết một cách tài tình vấn đề thủy lợi. Trời ơi, làm cái này rất là sung sướng, nhằn khẩu cổ tụi tôi mà sướng cái là bị làm sao rồi. Là sao xin được chiếc máy bay để mình đi trên mình nhìn, tôi giờ đi máy bay đi ví dụ đi Côn Đảo tôi nhìn xuống sơ sơ thôi, còn này máy bay mà bay sát thấp chút xíu nữa thì mới thấy được mấy cái này, với lại lúc đó dân còn ít thì nó nhìn nó thấy rõ. Và ông đi rồi ông vẽ, chúng ta thấy cái này Angkor Bore đây vẽ từ đây xuống tới từ cái chỗ ốc eo, từ Angkor Bore của Campuchia thuộc tỉnh Tà Keo nghe, xuống tới ốc eo này như vậy là khoảng 80 cây số, và kéo xuống tới Cà Mau nữa là gần 101. Thì giờ chúng ta thấy là cái kinh này không phải vấn đề Malaria nói vấn đề là không phải vấn đề thủy lợi không, mà đây chính là kinh thương mại, rất là từ cái cảng thị này lên tới kinh đô xong đi xuống đây để đi ra biển đủ thứ hết trơn. Nó vừa là thủy lợi nhưng mà đồng thời nó là cũng kinh thương mại kinh tế nữa. À, chúng ta phải đào rất là nhiều, mà cái người đầu tiên khai thác máy bay là ông Paris làm từ năm 1930 rồi, và sau này ông Malaria thì năm 40 mấy đó 40 ông mới đi khảo sát bằng máy bay, tức là hai ông lại mới làm ra được mấy cái bản đồ này. Và ông cũng làm luôn, chúng ta thấy là kinh cổ nè đó, kinh cổ này chấm, còn mấy này kinh mới nè. Sự kiện nổi bật nhất về Tây sông Hậu trong thời kỳ sơ sử là hiện diện của người nước ngoài. Thấy chưa, chúng ta thấy lan tỏa với những ảnh hưởng trên phạm vi khá rộng. Người nước ngoài lúc này Malaria nói chính là người Ấn Độ là chính, và cái người những người Mã Lai, những người ngoài biển vô nữa, người Trung Quốc chắc ở mở thân. Rồi hai viên đá màu có chạm hình hai chiến binh ở trần, một người cầm rìu và một người cầm cung. Nó cái này nó khắc trong mấy cái đá quý chứ không phải là đồ thường đâu. Tại cái này chúng ta Malaria lúc đó không có ảnh màu, chụp toàn hình trắng đen thôi. Rồi riêng về công cụ đá, chúng tôi thấy một số vật du nhập từ Ấn Độ. Đó, ổng là thấy du nhập từ Ấn Độ nha. Đó là những đồ gia dụng như cối hồi nãy chúng ta đổ rồi, và cái bàn nghiền, con lăn hay là besani đó của Ấn Độ. Đây cái này thì nhiều lắm. Nhưng mà cái này là gì, chúng ta biết là người Ấn Độ là họ đời sống thì họ là những nghiền cái này kia. Nhưng quan trọng nhất người Ấn Độ họ có cái lễ hội mà gọi là lễ hội màu sắc đó. Tức là lúc đó là vì người Ấn Độ là họ đẳng cấp, thành ra để có cái lễ hội đó cho ta xóa bớt cái đẳng cấp đi, là bằng cách là gì, lấy cái màu bột màu ta nghiền cái màu ra, bữa đó ta trộn tất cả mọi người giống nhau chứ, một giống hịch, người nào bị màu chứ. Tới phần hai là về đồ gốm, thì ông nhận xét đồ gốm thế này, đây ở ông nói là không có cách nào phân biệt giữa loại nào là do người địa phương chế tác tại chỗ, loại nào được du nhập từ Ấn Độ hoặc từ một nước khác. Lúc đó gốm rất là nhiều mà Malaria không biết được. Thì chúng ta biết là Malaria lúc đó chỉ một mình ổng, một hai người phụ thôi. Còn tụi tôi bây giờ là một group, tụi tôi
một group của tôi là gần cả chục người, thành ra tôi làm tủ chia ra người này người kia làm, còn hồi đó mang đơn độc ít người làm đó. Cái này bây giờ xin quý vị biết là cái này bây giờ tôi phân biệt được hết cái gốm nào là gốm nội địa, gốm nào là chúng ta học của Ấn Độ, Ấn Độ nhập vào chúng ta. Vì Ấn Độ có cái nền gốm rất là phát triển từ cái thời Harappa, là thành ra nó có đem qua đây, nó đem cái đồ gốm của Ấn Độ qua đây, nó tạo ra cái bình này. Ngay cả cái bình này Malaria không biết tên luôn, Malaria gọi là gì, là cái bình có vòi. Thật ra cái tên bây giờ cái tên này cái nó gọi là cái bình candy của Ấn Độ, nó dùng là candy, là cái bình này dùng trong để cúng kiến của Ấn Độ. Bây giờ chúng ta hơn Malaria là gì, chúng ta có được internet này kia, nhưng mà thật ra cái nhận xét một mình Malaria làm mà mấy chục năm như thế mà làm được như thế này thì rất là quý. Có 11 di chỉ gốm ổng tìm được đó, trong đó có hai địa điểm tiêu biểu con co là dòng đá ở chỗ chúng ta, ở dòng đá chúng ta, và thứ hai tức là cái tháp Trà Long, tức là thật ra cái tháp mà bây giờ tôi gọi là cái đền tại cái này của đạo Hindu ở Bạc Liêu chúng ta, gọi là gì đó, bây giờ cái tên ổng hồi xưa ổng gọi là Trà Long ở Bạc Liêu hả, gọi là đền Vĩnh Hưng, chúng ta bây giờ gọi là Vĩnh Hưng, ngày xưa mà Malaria gọi là Trà Long. Hiện vật điển hình nhất là đây, cái này đây, thì chúng ta thấy cái bình này, bình candy nè, là cái này đó, ổng gọi là ấm có vòi. Hồi đó Malaria không làm vậy tại vì ổng đào cũng ít quá, đào có mấy hai chỗ thôi, còn giờ bây giờ chúng ta đào nhiều nơi, thành ra chúng ta có thể có được cái địa tầng, chúng ta tính được cái diễn biến như thế nào. Lúc đó Malaria không làm được, chưa làm được. Sẵn tôi nói thêm những cái mà bây giờ, tại vì lúc đó khoa học đó tới đó thôi, bây giờ chúng ta bổ sung vô. Cái bình đó tôi nhắc lại, cái bình điển hình nhất, cái bình này thì chúng ta nhớ rằng đó là cái bình gọi là candy, KND, là cái bình mà của người Ấn Độ do cái thằng Brahma cầm, tức là cái bình đó là bình nước đó, để rót ra như vậy là sẽ có sự sáng tạo. Ngành gốm ở đây có vị trí quan trọng đời sống người dân, dường như đồ gốm có quai ít thấy ở đây, ông thấy là không có gốm có quai, đúng rồi, thu được cổ chung, cái chung cái cổ của chung nha, chứ không phải chung cổ mà. Cái phần trên này nè, có đường kính lớn trên 40 cm, có thể là làm chung đựng nước mưa. Chúng ta thấy là không để ý cả cái cuộc sống của người dân là vậy, là chung đựng nước mưa. Thì chúng ta biết rằng là nhà Nam Bộ cũng vậy, toàn là nước mưa, mà nếu không có nước máy là toàn là lấy nước là lấy chung đựng thôi. Nếu như tục quả táng phổ biến ở Tây Sông hậu xưa thì có chúng ta lý giải vì sao ở đây ít thấy xương người chết, không thấy xương người chết, đó chính là vì dân Phù Nam này là theo Ấn Độ, mà theo cái đạo gọi là đạo Hindu. Bây giờ cũng thấy Ấn Độ toàn là thiêu không, cho nên là làm gì có xương cốt mà mình tìm được. Thành ra là, mà bây giờ chúng ta ví dụ coi sông Hằng, chẳng hạn, ta thiêu xong ta đưa xuống sông Hằng. Rồi một số bình có đục lỗ ở đáy rất đều, chắc là để tháo nước. Bữa nay tôi đem hiện vật này theo cho quý vị thấy. Malaria nói là có lẽ là để tháo nước. Đúng là tháo nước, nhưng mà tháo nước bình thường đâu. Đây, quý vị coi này, cái này mua Ấn Độ vậy nha. Đây. Thì cái bình đó người ta để đây nè, ta đổ nước vô thì cái nước đó nó sẽ đổ xuống cái yoni, cái linga nó đổ xuống yoni, thế là tạo ra sự sáng tạo đó. Cứ cái này mà cái linga mà nó dội nước xuống cái yoni thì nó sẽ tạo ra dân tộc, tạo ra đủ thứ chuyện. Tôi thắc mắc cái lỗ giống Malaria đó, cái lỗ để làm gì, thì cuối cùng ai nhờ làm cái này. Cái này trong sách Ấn Độ nó không nói, mà trong mấy cái đền của Ấn Độ thì có, trong cái đạo Hindu nó không có tháp, nó không có tháp stupa, mà nó chỉ có đền là temple thôi. Cho nên ở Việt Nam chúng ta dùng cái từ sai, là dùng tháp châm là sai hết, mà phải đó phải gọi là đền chứ không phải là tháp. Malaria tập trung nghiên cứu là ông tìm được 291 hiện vật nguyên và 2000 mảnh gốm lớn, và ông chia thành 5 loại: dụng cụ bằng đất sét sống hoặc được đun đất sơ sài, đó là mấy cái nồi nấu kim loại đó, chúng ta thấy là gì, tại nó là đồ kim loại đâu cần đun đâu, ta để vô nấu thì nó là chín rồi. Thứ hai là đội đất có tỷ lệ hạt cát thạch anh lẫn với nham thạch và những phiến mỏng đá khoáng mica màu đen, thường là màu trắng, mảnh cà ràng. Đó, mảnh cà ràng đây. Đây, nhưng mà Malaria quý vị biết là đào cái đền ngay chỗ gọi cái thị là chính. Còn cái đào, cái mảnh, Malaria tìm mấy năm trời tìm được toàn là mảnh không? Ông biết ra thế nào? Tại đây ông phải dùng, tôi nói là trong khảo cổ tôi gọi là phương pháp nghiên cứu so sánh, tức là từ cái mảnh đó mình so chỗ này chỗ nọ. Thì Malaria so với Indonesia tìm được cái loại này, tìm được Indonesia đây, gọi là ở đó nó cũng gọi là cà ràng đó, mà chúng ta dịch là cà ràng đó. Indo cũng dùng vậy chứ không phải là người Khmer không. Chúng ta thấy cà ràng của cư dân ốc eo
là cái loại là nó hình tròn. Người ta làm thế này, cái này rất dễ, ta làm cái tròn thế này, sau đó ta kéo cái này vô, kéo cái này vô, kéo ba cái vô thì nó tạo ra cái này. Quý vị có hiểu không? Nguyên cái này nha, cái tròn nha, ta để lên dây xong, cái này dễ lắm, kéo, đó, thành ba cái vô thành cái cà ràng rồi. À, cái này. Mà ở Quảng Nam cũng vậy luôn, cũng tìm được y chang vậy. Hai cái này văn hóa giống nhau. Nhưng mà hai cái này chúng ta xin làm bảo vật quốc gia không được hết, lý do là nó bể rồi. Cái loại thứ ba này, ổng chia làm 5 loại. Loại thứ ba là bột đất đã biến chất, có lẽ là cố ý trộn với cát mịn với tỷ lệ rất cao và làm cái cổ chai, làm mấy cái cổ lớn đó, cái cổ chai lớn mấy cái chai đó thì vậy là pha. Cái này nó một cách đơn giản là họ pha thêm cát mịn vô, đất sét pha cát mịn và là cái đó. Rồi thứ tư là bột đất tuyền màu đen, đó là loại đen này, ít cát, có dấu vết của vỏ trấu. Và cái này là mảnh cổ chung hay là mảnh chung, tức là mấy đồ lớn đó, thì người ta trộn thêm vỏ trấu nè, than gỗ nè, để cho nó chắc. Và cái loại cuối cùng đây là loại năm nè, loại bột mịn có màu hồng nhạt, vàng nhạt, xám nhạt vậy đó, gốm mịn, gòi ấm, nắp chân đó. Đó cái loại năm của Malare nói, chính là cái loại mà chúng ta nhập của Ấn Độ vô. Tất cả những loại trên là loại chúng ta làm ở đây, đó là gọi là gốm thô. Có hai loại cơ bản thôi, một cái loại gốm thô là gốm địa phương chúng ta, một cái loại chúng ta học của nước ngoài là học của Ấn Độ là gọi là gốm mịn, gốm rất là đẹp. Cái gốm đó là cái gốm từ có thời nhân quả Harappa. Là hai phương pháp nung, lò nung, dùng lò nung có giá đỡ, là thấy có giá đỡ chúng nói là vậy là có lò nung, với nung ngoài trời và lò nung dường như là phương pháp được du nhập từ ngoài vào, có thể là từ Ấn Độ và khả năng cao là từ Trung Quốc. Cái này là ông nói như vậy, ông nói là ông nghi là có Trung Quốc, tại lúc đó chắc chưa biết Ấn Độ nhiều. Thì bây giờ tụi tôi mới biết rằng cái phương pháp nung của chúng ta là có lò hay không là chúng ta học của Ấn Độ hết. Bây giờ Ấn Độ nó công bố quá trời luôn, mà nó không phải là cái lò bình thường, nó chỉ là cái vách của lò thôi. Và sau đó khi ta sắp hình vật lên, hấp vật xong ta trên ta rải mấy cái mảnh gốm, xong nó ta làm, tức là giống như có cái nắp của cái lò, chứ là không phải của Trung Quốc khác. Trung Quốc là nó xây lò và xây luôn cái phần bên trên, còn Ấn Độ không có, nó chỉ xây cái vách thôi, còn trên là nó phủ lên, nó làm khác cái chỗ đó. Thành ra ông nói có thể có hai vậy đó, là có lò hoạt luôn ngoài trời, là vì thấy có một số là nó chính không điều, hay là như vậy, là vì nó không cần làm cái nắp thì nó là ngoài trời. Thứ ba là ông luyện kim đồng và sắt, rồi có làm cái này quá trời dữ luôn. Chúng ta thấy cũng vậy, cũng là có cái phần dẫn nhập đây. Chúng ta coi đầu tiên là Malare rất là hay, là tất cả hiện vật ổng đều có nhận xét hết. Cái này là hay để cho biết. Và cái này tôi nói lại là Malare, một mình Malare làm. Hiện vật không nhiều, đồ đồng ổng nói là thứ nhất là hiện vật không nhiều, là chúng ta biết rồi, ổng không nói, ổng không hề giải thích lý do. Lý do là gì? Bây giờ chúng ta biết rồi, là vì Nam Bộ chúng ta không có quặng, không có nguyên liệu, cho nên chúng ta không có, chúng ta phải nhập từ Thái Lan qua. Hai pho tượng bằng đồng thuộc nền dân người thơ Khmer thời kỳ Tiền Co đây, thì ông nói mấy cái tượng này nó cũng là hiếm lắm. Ở Úc Eo phát hiện được búa của thợ kim hoàng, dùi kim mai dùng lồng thao để chế tác công cụ của thợ thủ công, tức là chế tác, có chế tác ở đây. Mảnh gương soi Trung Quốc có từ thời Hán đầu thế kỷ thứ hai đây, hồi nãy chúng ta thấy cái mảnh này chẳng hạn, đó là mảnh gương lúc đó là cái gương soi bằng gương đồng không à, chứ không phải như bây giờ chúng ta là gương thủy tinh đâu. Một đầu tượng Phật và tượng Phật nhỏ xuất xứ tượng độ, trên đầu tượng Phật có hình hào quang thuộc nghệ thuật Gandhara. Mảnh gương Trung Quốc là chúng ta thấy nhờ cái này mà chúng ta giám định được niên đại, nó có từ thế kỷ thứ hai này, cái này đây đó, chúng ta nhờ cái này chúng ta biết à, như vậy là chúng ta đã có hiện vật chứng minh là thế kỷ thứ hai đã có ở đây rồi. Mà cái này chính là thời Hán, đây chính là thời Đông Hán, Tây Hán, Đông Hán, Tây Hán của Trung Quốc. Trung Quốc nổi tiếng như gương đồng. Thành ra là nó xuất khẩu nhiều nơi lắm. Một chiếc đèn hình Macara, quái vật rồi với nguyên mẫu rồi cái xấu đó, uống thuộc loại là thời kỳ thịnh của văn hóa Ấn Độ truyền sang nước Phù Nam. Ổng coi rằng cái này đó, thì cái này là Malare, nó là đèn từ mõm một con Macara. Thì cái này là Malare nói vậy, nhưng mà thật ra chúng ta bây giờ mới nói là cái gì luôn, Macara dân đèn. Tại sao vậy? Là vì của Macara nào đó, nó đó phục tùng cho tôn giáo rồi, nó đã phục tùng tôn giáo rồi, chứ không phải nó là quỷ như hồi xưa nữa. Tại nó dân đèn như vậy để làm lễ làm kia, tức là giống như là chúng ta trong cái đền Phật giáo chúng ta, trong cái chùa Phật giáo chúng ta có cái tượng sư tử chẳng hạn, tượng này kia, tức là những con đó đâu quy phục Phật rồi. Còn cái này quá trời quý luôn, có một cái một à, bây giờ thành bảo vật quốc gia rồi. Malare cái này cũng mà dân người ta giữ Malare lại, không biết mua hay sao đó được, hay là người ta cho vậy đó. Tượng thần Vishnu bằng đồng. Mà Malare nói hay lắm, là cái tượng này có lẽ là theo phỏng theo cái đồ đá và làm như thế này, bây giờ chúng ta công nhận bảo vật luôn.
mặc dù là dân tìm được nha, chứ không phải là khảo cổ đâu, nhưng mà Manetre mà lúc đó không có đồ giả cổ, đồ cổ không à. Để chúng ta thấy rất là quý cái tượng này bây giờ để bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Manetre, nhiều đồ của Manetre để bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Vì lúc đó cái đó là lúc đó ở miền Nam chỉ có cái bảo tàng đó thôi. Ông nói đây, một tượng thờ Bích Nu sao y bản chính từ một tượng bằng đá. Ông cho rằng cái tượng đồng đó lấy cái mẫu từ cái tượng đá. Thường thấy trong nghệ thuật tiền ăn co, bây giờ chúng ta hay gọi là phù hậu 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 phù nam hoặc hậu ốc eo. Hồi xưa là những người phương Tây họ lấy cái ăn co là chính, thì những cái trước đó ta gọi là tiền co. Ăn co là cái đỉnh cao của Khmer, thì lấy trước đó, với lại hơn nữa lúc này thuộc chân lạp, cho nên là lấy cái đó gọi là tiền co. Rồi, đánh dấu một giai đoạn mới ở đồng bằng ốc eo thế kỷ thứ 7 thứ 8 sau khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ. Thì Vương quốc Phù Nam sụp đổ xong, bây giờ chúng ta hay dùng cái từ gọi là hậu Phù Nam. Chúng ta không dùng cái từ gọi là tiện con. Bây giờ lúc này bạn đây không nói, nhưng bây giờ chúng ta nói đó gọi là phương pháp liên ngành. Phương pháp nghiên cứu liên ngành, tức là gồm tiếp thu những người khác. Để ông nói chứ Lương Sử chép vào nửa đầu thế kỷ thứ 7, người Phù Nam rất thành thạo trong kỹ thuật đúc tượng thần, có hai mặt, bốn mặt, tám tay rồi kia khác nhau. Lúc là trẻ em, khi là chim chóc hoặc động vật bốn chân, có khi là mặt trời mặt trăng. Những đồ đồng thu thập được với kích thước nhỏ, dễ dàng di chuyển, mang nhiều dấu ấn của ảnh hưởng nước ngoài, chứng tỏ là nhân hóa ở đây có tính chất quốc tế, và có lẽ đây là điểm nổi bật của văn minh Phù Nam. Thì những nhận định này hết sức là chính xác, bây giờ vẫn nhận định vậy thôi. Tức là chúng ta thấy là Phù Nam là một cái nước mà có quan hệ quốc tế rất là rộng rãi và nổi bật, rất nổi bật ở Đông Nam Á thời bây giờ chỉ có Phù Nam thôi. Sau khi Phù Nam sụp đổ xong thì những Thái Lan, Campuchia này cái hình thành những cái nước khác. Đó, thì cái đó là ông Manetre phải nói là ông nói rất là chính xác này. Đó, mấy cái tượng đồng chúng ta thấy rất là hiếm, mà đồng này là chúng ta phải nhập đó, chúng ta không có nguyên liệu đây. Miền Nam này không có mấy cái quặng này quặng kia. Rồi, tiếp nữa. Đây, Manetre tìm được cái tượng này, thì tượng là tượng Phật người Bắc Ngụy trong thế kỷ thứ 5, tìm được ở ngay cái Gò Cái Thị của mình đó. Tìm được ở Gò Cái Thị, thì cái này đúng là tượng Phật, cái này Manetre tìm được. Và sau này đây là Manetre tìm được, và cái tượng Phật này hiện nay đang để ở Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Còn sau này sau 75 chúng ta tìm được một cái tượng nữa, cái này tôi chụp hình đó. Tượng Phật này tìm được ở cái đền thờ Mặt Trời Gò Cái Thị và đang để Bảo tàng An Giang. Thì chúng ta thấy đây là tượng Phật. Như vậy đem qua hai tượng, một tượng là Phật, một tượng là Quan Âm. Mà một số người ghi Bảo tàng An Giang vẫn ghi là tượng Phật là sai. Lý do để đây là Quan Âm, lý do là gì? Là vì trên Quan Âm là lúc nào trên đầu phải có cái tượng A Di Đà. Và thứ hai chúng ta thấy là Quan Âm bằng không phải áo bình thường vậy, mà cái áo giống như gì vậy, để đi cứu khổ cứu nạn. Cho nên cái áo là giống như bay vậy đó, tức là cái người đi khổ cứu nạn là Quan Âm. Mà chúng ta nhớ Quan Âm của Ấn Độ là ông Quan Âm, chứ không phải đừng nghe Quan Âm tưởng là bà Quan Âm nha. Mà đây tìm được rất là nhiều cái này, mà đây ghi là giá đỡ hình động vật. Thế tôi không biết để làm cái gì, tưởng đâu hồi xưa tưởng là cái này để cái giá rồi để cái cỏ hay cái viết rồi lên để viết để gì kia, tưởng là cái vậy, tưởng là để cái gì đó. Sau đó khi Việt Nam chúng ta mở cửa ra, hơn thiệt là hơn, lúc đó tôi làm bên bảo tàng lịch sử thì có một cái người ở Iran qua nói là cái này không phải là cái giá đâu, tại chúng ta đề là support là cái đỡ, thì bà mới nói với tôi là không phải, mà cái này là cái cán của gương đồng, nó là cái cán để chúng ta cầm phía sau nè, cái gương đồng đó nè, thấy không, cầm gì nè, đó là cái chải đầu nè, đó là cái bằng phía sau đó. Tôi còn tìm được cái màu luôn, chỗ gì thấy 500 năm trước công nguyên đó, ở Iran họ xài cái này. Và chúng ta như vậy, chúng ta lúc đó là lúc gần như cái đây chúng ta vẫn xài mấy gương đồng này, chứng tỏ chúng ta có quan hệ với Iran, chúng ta có quan hệ với Iran rất là tốt. Tới thời kỳ đồ thiết phần thứ tư, tới thời kỳ đồ thiết, trời ơi cái này quá trời nhiều. Manetre tìm được vì sao chứ quý vị biết không, đồ thiết nó bán đâu có mắc như là đồ đồng luôn kia, mà ông này ông mua mà mấy đồ này đồ mua không à, cho nên là trời ông mua quá rồi mới đất luôn đồ thiết đó. Thí dụ cái con bò này là bò thần Nadin á, những vật thiết hoặc bằng hộp kim trong đó thành phần chủ yếu là thiết đã được thu thập khá nhiều miền Tây sông Hậu. Ông tìm được bao nhiêu? 316 bản, bao gồm rất nhiều loại. Ông phân ra rất nhiều loại, số lượng lớn như vậy đó chúng ta thấy ông cái người khảo cổ nghiên cứu là phải đặt vấn đề vậy đó. Số lượng lớn như vậy khiến chúng ta phải truy tìm nguồn gốc, cung cấp nguyên liệu ở đâu mà có, thấy không đó, tức là chúng ta phải tự giải thích coi nguyên liệu này ở đâu, vì đất này không có quặng có địa thì ở đâu, thì ông mới giải thích những mối quan hệ thiết lập với các bò thiết ở Lào. Ông nghi là cái này lấy từ Lào quá. Ông mà đưa đây ông làm cho tôi nhiều bài học lắm, học theo ông cũng được, mà chúng ta sẽ có được những cái ý tưởng. Khảo học không phải là mô tả hiện vật, mà vấn đề phải giải thích được hiện vật đó như thế nào. Theo Lương Sử,
thì được chép trong nửa thế kỷ vậy. Chi tiết đã được nhắc đến trong sách các sản phẩm của Bù Nam, tức là trong sách của Trung Quốc đã ghi là đồ thiết. Vì chúng ta biết đồ thiết là giá nó rẻ hơn so với những đồ vàng, đồ độc, cho nên là người ta tiếp rất nhiều. Trên một số đồ trang sức thiết còn thấy những vết kim khí cháy, chứng tỏ người ta đã dùng phương pháp nấu chảy để đổ vào, tức là khuôn đúc, có khuôn đúc thiết đây. Đây, chúng ta tìm được mấy cái, quý vị thấy là cái đồ để rót vô đây, rót cái vô đây, đó. Khi chúng ta nấu xong chúng ta rót vô đây, thì chúng ta sẽ có được những cái trang sức bằng thiết. Cái khuôn này là khuôn đúc á. Hình như việc chế tác toàn bộ đồ thiết này mang tính thương mại, được sản xuất hàng loạt theo phương thức công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng bình dân. Vì đổ khuôn như thế cho nên sản xuất hàng loạt, thì lúc đó ông nghi đó là thương mại à, hoặc cung cấp ở địa phương khác hay địa phương đó. Những bùa hoặc dấu chì đó, chúng ta thấy như vậy là xuất khẩu thì mới vấn đề là niêm phong dấu chì đó, niêm phong hàng hóa để trang trí bằng biểu tượng trên một số cả hai mặt luôn. Đề tài trang trí cho đồ thiết không nhất quán, người thợ có sự sáng tạo nhất định. Mà niêm phong chì là không phải đợi tới chúng ta mới có đâu, ở Ấn Độ từ thời Harappa đã xuất khẩu rồi, có niêm rồi. Đây chúng ta thấy đó, dòng xuyên à, để trang sức. Còn đây là những tấm bùa à, hay là cái dấu cái đeo đó à, hay là dấu niêm chì đó. Hình động vật được người thợ thích nhất là tê giác nè, bò hay là bò mộng. Bò mộng chính là con bò à, của Ấn Độ đó, con bò mà của thần Shiva cởi đó, gọi là bò thần Nadin. Nai, sao biển, sò ốc, cá hoặc rùa chúng ta thấy đây rất là nhiều nha. Nhưng mà à, cái vụ mà cá hay rùa đó thì đó là sau này là giải thích khác nữa. Cá hay rùa không phải là cái chuyện bình thường đâu, mà cá hay rùa nó lại gắn với tôn giáo nữa, là vì đây là những cái hóa thân của thần Vishnu. Vishnu có 10 hóa thân. Còn cái này nữa, tượng voi chẳng hạn, lợn rừng. Đấy, cái lợn rừng cũng là hóa thân của thần Vishnu. Đây chúng ta thấy lúc đó mà lại không biết mấy cái này. Cùng với tượng động vật, mặt trăng và mặt trời cũng thường được thể hiện. Rồi, chúng ta biết là đây có cái vụ là đền thần mặt trời. Hình nhân vật ngồi trong tư thế đế vương. Đó, cái này là ngồi cái kiểu mà rút cái chân lên này, còn ta chân để xuống này, gọi là ngồi theo kiểu vua của Ấn Độ. Còn kiểu đế vương đó, là gì, trong các đền của Ấn Độ đều có như thế hết. Thì đây chúng ta vẫn có cái hình đó, chúng ta hay gọi là ngồi theo kiểu đế vương đó, và có người thậm chí là ngồi theo kiểu vua Phù Nam. Cái này không có hình, ông không đưa cái hình đây, nhưng mà ông đã nhận xét cái đó là ngồi theo kiểu đế vương rồi. Một số biểu tượng của Phật giáo trên đồ thiết, nhưng phổ biến cả là Ấn Độ giáo. Đó, quý vị thấy là những hiện vật này, ông nói thương mại xong còn nói đó, cái đồ thiết này nè, Phật giáo ít lắm, mà chủ yếu là thể hiện bên Ấn Độ giáo. Nhưng mà ông còn chưa biết thêm những cái là hóa thân của thần nữa đó, lúc đó chưa biết. Đây chúng ta thí dụ hình người bằng thiết thì chúng ta thấy là hình người rất là nhiều, thẻ bài, hình phụ nữ, quái vật, vũ công này, bên hình bên đây. Ta từng nói đôi khi từng nghĩ rằng đó, cái này là cái của Manure rất là hay. Đôi khi từng nghĩ rằng ngành khảo học của Việt Nam thật nghèo nàn, tức là chúng ta vì lúc đó có ai làm khảo cổ gì đâu, chúng ta đang chiến tranh mà lúc đó chúng ta chưa biết. Khảo học chúng ta chỉ có từ năm 1960 thôi. Từ 15 năm nay tôi đã luôn nghi ngờ rằng khẳng định và xuất phát về sự sánh nông cạn của chứng minh tốt nhất tôi thích đưa ra đó là khám phá về ốc eo. Và những người bạn đồng nghiệp của ông là Bernard chẳng hạn, Rosier đã tiến hành kéo dài toàn bộ thám hiểm tọa độ trên không đó, đi không trên máy bay nữa. Trên thực tế Việt Nam luôn là điểm gặp gỡ của những ảnh hưởng văn minh đó. Thì cái này là Manure đã nói trong bài phát biểu đó, chúng ta thấy là cái này, tức là ông vẫn đánh giá cao cái văn hóa ốc eo của chúng ta. Phật tự lưng cái này là về cái thật, là Phật tự lưng thật ra đó là cái dạng Phật dạng phù điêu, tức là khắc ở phía sau có cái miếng đó. Thì giờ hồi xưa ông gọi là Phật tự lưng, thật ra là đó là cái miếng đó. Bây giờ ta gọi là Phật phù điêu. Phật phù điêu, tôi cũng sẵn đây tôi loan xin một cái tin mừng đó, là khoảng chừng 24-25 gì đó, chắc 24 thì chúng ta có thể công hy vọng là chúng ta có di sản thế giới di tích dốc eo, khu di tích dốc eo Ba Thê à, thành di sản thế giới. Thì có lẽ là bây giờ chúng ta làm cái hồ sơ đó thì chúng ta sẽ làm được cái điều đó, hy vọng là như thế. Thì nhưng mà mở đầu là Manure làm đó. Thì bây giờ cho nên là vì thế chúng ta mới dịch cho tiếng Việt để cho nhiều người biết hơn, chứ để tiếng Pháp thì ít một số người biết thôi. Trước hết là rất là cảm ơn anh khi đã cho những cái thông tin rất là quý luôn, từ cái chuyện Manure và chuyện bây giờ các anh làm thêm được cái gì tôi nghĩ là tôi đã học được rất nhiều. Tôi có một câu hỏi, có thể nó hơi rộng một chút, nhưng mà nếu anh
tôi cũng hiểu là cái này không thể trả lời toàn diện được, nhưng mà mình biết tới đâu mình nói tới đó. Là tôi muốn hỏi là qua những cái hiện vật mà nó cho mình thấy cái văn minh vật chất lúc bây giờ, tức là người ta sống như nào, người ta làm cái gì đó, thì mình đã hiểu được thêm cái gì về cái cư dân thời ốc đen. Tức là mình hiểu, ví dụ như qua nó thì hiểu được là đó là giao lưu quốc tế rất là phong phú, đến từ những miền rất là xa xôi rồi này nọ. Nhưng mà rốt lại đó thì mình hình dung được cái gì rõ ràng thêm về cái cuộc sống của người dân bản địa, cái người dân ở tại cái khu vực đó vào cái thời đó, thì những cái hiện vật này cho mình biết thêm cái gì? Cái những hiện vật mà Malaré nói là văn minh vật chất này, tức là nó chỉ dừng lại năm 44 thôi. Chúng ta coi như là tạm ngưng 44 sẽ tới 45, 45 cái mạng 8 rồi, chứ tạm ngưng tới 75 thì bắt đầu chúng ta bắt đầu mới làm. Từ 75 sau khi giải phóng thì bắt đầu mới làm, ngành khảo cổ học bắt đầu mới chia lửa vào trong này, lập trung tâm khảo cổ rồi. Thì từ đó tới nay chúng ta tiếp tục làm. Thì tôi là thấy là càng ngày làm là thấy cũng chương thu. Là vì chúng ta thấy có nhiều cái mà lâu lâu chúng ta phát hiện thêm, chứ còn chỉ biết rằng là cái văn hóa của em này nó ra là quá là phong phú. Và nếu tìm hiểu Việt Nam, mặc dù Việt Nam là trung tâm, nếu tìm hiểu Việt Nam không, chưa hiểu hết được cái nước Phù Nam này nữa. Là vì nước Phù Nam lúc đó nó rộng lắm, khi nó là đế quốc Phù Nam thì nó chiếm gần toàn bộ các nước Đông Nam Á rồi. Cho nên bây giờ mà mình mà muốn biết là mình phải tìm hiểu thêm mấy nước khác nữa. Chứ bây giờ mình chưa hiểu hết được. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu ở Nam Bộ này không, tại vì khảo cổ là mỗi ngày phát hiện ra cái này, phát hiện ra giống gì rồi của chỗ ông Diền này, là chúng ta là phát hiện cả một cái khu Phật giáo ngay chỗ cái núi Ba Thê mà trước đây không biết, tìm được cái tượng rất là đẹp, đã công nhận bảo vật quốc gia rồi. Đó, chúng ta tìm được như thế rồi. Thay là bên tu bên Gò Tháp, tôi tìm được cái chỗ đóng thuyền đi biển của cư dân cổ đó, mà cũng mới tìm được cái chút xíu rồi, tại vì nó mình chưa tìm được nhiều, chứ có đáng lẽ phải mở rộng được thêm. Thật ra là thứ nhất là ở đây là chúng ta cũng chưa tìm được hết. Cái nền văn hóa này nó lớn quá, nó một đế quốc mà nó tồn tại tới 7 thế kỷ lận. Thành ra là nó lớn quá, chúng ta mới tìm được. Nếu ở Việt Nam, tìm được Việt Nam không hiểu hết. Thì có một lần á, chị Phượng biết là tôi định làm, tôi xin đề tài của Đại học Quốc gia, tôi xin làm thêm là mấy nước khác, tôi tính qua coi ta đã làm được cái gì rồi. Rồi mình tìm hiểu theo bảo tàng để mình bổ sung thêm. Rồi. Thì cái thầy mà hỏi tôi là làm thêm đó thì cần bao nhiêu tiền, tôi tính ra khoảng 300 triệu nữa đó. Để đó, đó nó thôi, ghi riêng đi, ghi riêng cái đó đi. Còn cái làm Việt Nam là bao nhiêu, rồi làm ở nước ngoài thì bao nhiêu, rồi làm hộ nó thôi, cắt cái nước ngoài bỏ, thôi xong luôn. Cái thứ hai nữa thì tôi có tiếp xúc một số sinh viên, ví dụ như sinh viên Thái Lan ăn học ở cái trường đại học Tôn Đức Thắng. Thì tôi gặp được mấy em sinh viên Thái Lan, tôi hỏi thử, nó kêu nó làm thử cái bài ốc eo coi như thế nào, cái quên Dương quốc Phù Nam như thế nào, thì nó làm không được. Thì cuối cùng tôi mới hiểu, à như vậy là các nước nó không tập trung làm như Việt Nam mình, mà nó làm nhiều thứ quá, thành ra là cuối cùng nó chưa tập trung làm cái Phù Nam. Tại Phù Nam nó gắn Việt Nam mình nhiều, thành ra mình làm kỹ hơn. Với lại ông Maradona cũng làm nổi tiếng quá rồi. Thành ra giờ chúng ta tiếp tục báo chị Phượng thêm có một cái mừng nữa là lực lượng khảo học Việt Nam phải nói là ở Đông Nam Á hiện nay là đông nhất, lớn nhất, đông nhất, và đầu nhà nước chúng ta đầu tư rất là nhiều để mà làm lịch sử Việt Nam. Nhưng mà cái ý tưởng mà mở rộng ra Đông Nam Á là một ý tưởng cực kỳ đúng, mà tại sao mình không theo đuổi vậy? Tại vì rõ cái ý tưởng mà mở rộng ra Đông Nam Á đó, giống như anh nói là anh đã xin cái đề tài mà bị cắt, thì tại sao mình không nói đi nói lại cho đến khi nào thông? Tại vì cái đó nó quá sức là thuyết phục vậy mà. Tôi tin là chắc cuối thế kỷ 21 chúng ta mới làm được. Chứ là chúng ta không chứng kiến đúng không? Bây giờ, nhưng mà bây giờ chị biết không? Bây giờ chúng ta tập trung làm di sản thế giới. Nhưng Nam Bộ không có, giờ tập trung là ốc eo. Mà hôm bữa mấy ông nói là ốc eo xong, chúng ta ví dụ chỗ ông Diền xong là ốc eo Phù Nam xong, ốc eo Ba Thê xong, thì lại mở thêm cái là ở Kiên Giang, mở qua Đồng Tháp nữa cho nó lớn hơn nữa. Thành ra là nội cái đó không là mất cũng 10 năm rồi. Tôi nghĩ là nếu như mà mình đặt vấn đề hợp tác với các nước thì đâu có lẽ là người ta sẽ vô tâm. Tại rõ ràng là cái biên giới của Phù Nam nó đâu phải dừng ở biên giới Việt Nam đâu, mà nó là mở rộng ra rất là nhiều. Thì rõ ràng là nếu mà có các nước người ta làm trên lãnh thổ của người ta, nhưng mà một cái sự phối hợp. Tại khảo cổ học đâu có thể nào mà trong khu thu hẹp trong biên giới quốc gia là hợp tác rất là khó. Chỗ này là cái Phù Nam thì chúng ta làm ở Việt Nam mình là chính, ốc eo mình làm ốc eo là chính đi, chính
Nhưng bây giờ đùng qua tới Campuchia là bắt đầu lấn cấn rồi. Hiểu không? Là vì cái quan niệm về mặt lịch sử thành ra nó không còn tác bình. Tại vì sao? Hai bên sẽ không gặp nhau được. Còn Campuchia thì cũng được, nhưng mà mình né đi, mình đi chỗ khác được. Không, bây giờ mình quan niệm của mình là phải làm kỹ Việt Nam mới đã. Rồi sau đó mới tính mấy chỗ khác. Tại vì nó vấn đề chính trị nữa. Nhưng mà trở lại Việt Nam, tôi muốn trở lại câu hỏi của tôi á, là vậy thì mình biết thêm cái gì về cuộc sống của người dân thời đó? Biết thêm nè, thí dụ biết thêm mấy ngành nghề nè. Ông Manere nói một phần đó, biết thêm mấy nghề mình biết được thêm nè. Thí dụ về đồ gốm mình đã biết rõ hết là đã học được những cái gì rồi. Hay là mấy cái đền đó mình xây, là mấy cái gạch đó là gạch học của Ấn Độ. Rồi biết được cái kiểu làm đồ vàng của mình thế nào, đồ thiết như thế nào đó. Mấy cái đó chúng ta phải biết rõ hơn nhiều. Hay là nông nghiệp chẳng hạn, chúng ta biết thêm những cái này. Thí dụ nông nghiệp bây giờ chúng ta biết rằng Hồ Nam có hai loại luôn, một loại lúa trồng, một loại lúa hoang. Có loại đó mà ngày xưa. Hay là thí dụ sen, tôi tìm được ở Đồng Tháp khuôn đúc cái nắp bằng hình sen. Vậy là sen là có từ xưa rồi, từ thời Phù Nam rồi, hoặc trước nữa rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ chúng ta mới sen người Việt vô đâu. Hay là cái Phật, thí dụ Phật là nó chuyển luôn từ cái Phật mà gọi là mới đầu chỉ có từ Phật Thích Ca thôi, thì sau này có thêm cái Quan Âm này kia, tức là nó phát triển lên từ cái tiểu thừa nó lên đại thừa luôn, thế này nó có hết trơn cái Phật. Và chúng ta nhờ cái này, nhờ mấy tượng Phật chúng ta là biết. Như vậy là Ấn Độ qua đây không phải một nơi, mà có Tây Bắc nè, có Bắc Ấn nè, có Tây Bắc Ấn nè, có Nam Ấn nè, đó, đi hết. Và mấy cái nước ven biển nữa, mấy cái thành phố ven biển của Ấn Độ qua đây hết trơn. Ở đây chúng ta thì có đủ chứng cứ nó hết. Thí dụ chúng ta biết cái đền này là đền này của Bắc Ấn nè, đền này đền của Nam Ấn nè. Bây giờ chúng ta nghiên cứu Việt Nam, Phù Nam và Champa là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ Ấn Độ thì chúng ta mới hiểu được cái này. Nếu không là chúng ta sẽ bị sai. Thay là nghiên cứu ở miền Bắc thì chúng ta phải hiểu rất kỹ Trung Quốc, nếu không sẽ bị sai. Tôi nói thiệt cái gì là cái hay nhất, cái mà may mắn nhất là Madrid xác định là ở chúng ta là một thành phố. Một cái thành phố buôn bán rất là tấp nập như thế. Chứ vì tại sao ông tìm được 450 hectare thì tưởng tượng còn lớn như thế, ông vẽ được cái bản đồ ra. Tôi xin phép hỏi một câu thứ hai đó là chúng ta có kế thừa được cái gì từ cái khảo cổ học của Việt Nam Cộng Hòa không ạ? Tại vì đâu có phải là từ năm 54 đến năm 75 là không có cái gì được làm hết. Theo tôi nghĩ là cũng có chứ. Vậy thì chúng ta có kế thừa được không? Kế thừa của Việt Nam Cộng Hòa. Kế thừa Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì năm qua xưa có Viện Khảo Cổ. Và nó có tạp chí là Việt Nam Khảo Cổ tập sang. Thì tôi cũng có đọc mấy cái đó. Thì cái đó là nói chung là nghiên cứu. Nếu mà nói về nghiên cứu mà khảo cổ mà đào bới rồi đó thì hạn chế, là vì bên đó thôi Cộng Hòa không đào được, nhưng mà có đi khảo sát chỗ này chỗ nọ thì mình có thể tiếp thu được. Với lại cái lúc đó thì lại là một mặt là lấy được của tài liệu miền Bắc thông qua Pháp và đồ đó, chỉ biết chứ không phải là trực tiếp vô. Cái thứ hai nữa là cũng có những cái đợt đi khảo sát những cái nơi yên lành đó, cũng đi khảo sát, thí dụ như là gốm Champa chẳng hạn, thì cũng là tức là chúng ta biết được gốm Champa chẳng hạn là từ cái phát hiện của ông Nghiêm Thẩm á, ông đi đó, thì tức là tôi có coi theo cái đó để coi chúng ta có đóng góp gì. Thực ra cũng có làm, nhưng mà làm ít, nó không nhiều. Vấn đề thứ nhất đó là qua những cái kết quả về khai quật khảo cổ học gần đây ở ông El Mahe đấy, thì những cái nghiên cứu về những cái kết quả từ nghiên cứu những cái hệ thống kênh ở ông El Mahe đấy, thì trong số những cái bộ sưu tập về cái hiện vật thì có hai cái hiện vật đó là hai cái máy chèo đường bộ. Thì qua những cái nghiên cứu so sánh thì tụi em thấy nó rất là giống đặc, thực sự mà gọi là, nếu mà không muốn nói là có sự tương đồng rất là lớn đối với các cái loại máy chèo mà đang được sử dụng bởi các cái thổ dân người Nam Đạo sinh sống ở vùng Papua New Guinea đấy. Đấy, vậy thì em muốn hỏi là rằng là nó có mối quan hệ như thế nào với người Nam Đạo ở Phú Nam hay với những cái người Nam Đạo sinh sống ở vùng Hải Đảo, hay nói một cách khác hơn đó là liệu những cái người Nam Đạo sinh sống ở Hải Đảo sau đây thì nó có mối liên hệ nào với cái sự biến mất của người Phù Nam sau khi mà những cái biến cố xảy ra đối với người Phù Nam không ạ?
Cái vấn đề thứ hai đó là khi mà gần đây thì tụi em cũng có những nghiên cứu về cái nghiên cứu lại về cái hệ thống mà kênh cộ mà ông Barry cùng với Malaray mà đã đánh số trên 28 cái bản đồ đấy ạ. Thì trong đó thì công việc tụi em sẽ làm được đó là xác định được cái vị trí mà lại của cái bản đồ của ông mà sơ để mà nắn lại trên cái bản đồ vệ tinh bây giờ. Bởi vì ngày xưa thì với những cái trình độ khoa học kỹ thuật ngày xưa hay đặc biệt là hệ bản đồ ngày xưa thì các ông ấy làm cũng chỉ mang tính tương đối thôi, chứ nó không có chính xác như đối với bản đồ vệ tinh bây giờ. Thứ hai nữa là đo được tổng chiều dài mà toàn bộ 28 con kênh ở được các ông ấy vẽ lại ấy, thì trên toàn bộ khu vực miền Tây sông Hậu thì có tổng chiều dài tới hơn 800 km, ngang dọc nằm ngang dọc khắp sông Hậu, khắp vùng đồng bằng miền Tây sông Hậu. Ngoài ra thì có tới hơn 10 hệ thống các cái tụ điểm kênh hình sao mà nó nằm rải rác ở các cái ở vùng khu vực đồng bằng. Vậy thì những cái hệ thống kênh này như thầy nói rằng nó có rất là như thầy vẫn hay phát biểu rằng là đó có vai trò rất là lớn trong cái hệ thống giao thông của người phương Nam ngày xưa để mà kết nối các cái trung tâm các thành phố lại với nhau á. Thì ngoài cái vai trò đó thì nó có vai trò như thế nào đối với nó có vai trò gì đối với cái việc mà chinh phục cái vùng đất Nam Bộ mà vốn dĩ là vùng đất rất thấp để mà phục vụ cho cái hoạt động nông nghiệp của người phương Nam ngày xưa hay không? Và khi mà sau đến khoảng cái kỷ thứ 6 á, thì nó có những cái sự kiện biến đổi về môi trường, nó làm thay đổi về môi trường đấy á, thì cái quan hệ mình cái hệ thống kênh này nó có vai trò gì trong cái thời kỳ cuối của Phù Nam không ạ? Cái thứ nhất là về mái chèo thì chúng ta biết là cái nước Phù Nam là không phải Việt Nam mình không, mà khi nó phát triển thì nó thành là cả cái Đông Nam Á, nó có cả Campuchia nha, Thái Lan nha, Myanmar nha, Malaysia nha, tức là như cái vịnh Thái Lan nó chiếm hết. Vì vậy là cho nên người ta tiếp thu được những cái kỹ thuật đi biển bơi chèo thế nào của các nước, cái giao lưu với lại những cái nước không có nằm trong Phù Nam thì vẫn có giao lưu với Phù Nam, tại Phù Nam nó mạnh, nó lớn, nó chiếm được có hơn 10 nước thôi. Còn những cái nước khác thì cái kỹ thuật mà gọi là đi biển đó, người ta học được của người Mã Lai rất là nhiều, chèo này kia, những cái bơi đó. Chúng ta là nói chung các nước trong Đông Nam Á này người ta gần với nhau lắm, không phải tới thời Phù Nam mà trước đó nó có quan hệ rồi, trong cái thời kim khí đó, hiểu không, thời đồng thời sắt đã có quan hệ rồi, thành ra có thể nó là bình thường lắm. Chúng ta ở đây mà tìm được cái này giống cái kia là bình thường, không có gì mà ngại ngùng cái chuyện đó, là gì các nước này có quan hệ. Ví dụ mình với Philippines là có 500 năm, 300 năm trước công nguyên đã có quan hệ rồi, trong cái văn hóa sâu quỳnh đã tìm được ở bên Philippines có rồi, hay là trong cái Đông Sơn chúng ta tìm được mấy trống đồng kia ở mấy cái vùng này, tại có quan hệ đó là nó thường bình thường. Hay là cái trống đồng Việt Nam chúng ta làm mấy cái gọi là hình thuyền chẳng hạn, chúng ta là thuyền công cái này, tức là thuyền đi biển đó, chứ không phải là thuyền đi sông à, tức là từ cái đồng bằng Bắc sông Hồng đó lại đi không à. Cho nên cái dựng quan hệ rồi thấy mái chèo là bình thường thôi, trong các cái nước ở Đông Nam Á này. Cái thứ hai là cái hệ thống thủy lợi đó thì phải nói là mà cái do cái nhu cầu của những cái người Phù Nam cần phát triển nội để buôn bán nước ngoài thì ta phải có hệ thống để đi tới đi lui, giống mình phải làm bây giờ, phải là giống như bây giờ phải làm cao tốc này, đi cho nó nhanh thì xưa ta phải có thủy lợi. Nó có hai chức năng, một là như ban đây nói là nó phục vụ cho cái vấn đề nông nghiệp gọi là thủy lợi, nhưng thứ hai nữa thì nó là giao thông vận tải buôn bán đủ hết trơn đó. Và nhờ cái đào đó mà người ta khai thác được cái sông, khai thác được cái vùng đất. Bây giờ chúng ta gọi là đào kinh nào đó, nó mới rửa phèn này kia, chúng ta mới trồng lúa trồng đầu được. Thời Phù Nam cũng thế, người ta trồng được lúa thì lúa lương thực phải bảo đảm thì mới làm ăn mới được. Thì bây giờ người ta rõ hơn nữa là lúc này chưa có nói, nhưng bây giờ chúng ta rõ hơn là trong cái nước Phù Nam là hai cư dân chính là một là cư dân Palo Polynesian, tức là cư dân Nam đảo, rồi chuyên môn lo cái chuyện buôn bán. Thì cái ốc eo đó là sống ở đó dân nó nhiều. Cái dân thứ hai là Bôn Khmer là nó sống, nó làm về nông nghiệp. Nó làm về nông nghiệp thì nó sẽ là giúp cho phát triển về mặt nông nghiệp. Nhưng mà khi nước nó lên rồi thì người ta không ở được nữa, ta sẽ rút dần lên. Và tới thế kỷ 12 Nam Bộ không còn ai ở nữa đó, thì cho nên chúng ta thấy là cái đó. Vậy là từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ 12 là mấy thế kỷ liền, là coi như là bao nhiêu? 7 thế kỷ à, từ thế kỷ 7 là coi như 5 thế kỷ nữa. Thì vậy là nó làm cho Phù Nam, cái nước Phù Nam tiêu. Và thứ hai nữa là đồng bằng Nam Bộ không còn, hoang quá luôn, không ai sống được. Cảm ơn quý vị, chúng tôi nghe.